Xin chào các thính giả. Đây là video nằm trong chuỗi video tâm sự về chuyện nghề, chuyện tài chính của kênh. Nếu anh chị và các bạn có tâm sự hay thắc mắc nào về câu chuyện nghề nghiệp hay các vấn đề tài chính cá nhân, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi trong đường link dưới phần mô tả. Và tôi là Thu Uyên, người sẽ đồng hành cùng anh chị trong video ngày hôm nay. Tôi làm cùng một cậu em tốt nghiệp cử nhân một ngôi trường kinh tế hàng đầu cả nước. Nếu ai gặp lần đầu, chắc sẽ nghĩ cậu ta chạc 30 tuổi. Không phải bởi vì vẻ ngoài chững chạc, mà bởi vì kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư của cậu ấy khiến nhiều người không tin được là cậu ấy mới chỉ 23 tuổi. Cậu đã từng kể với tôi rằng, hồi trước em nghe các chuyên gia đầu tư nói ở các diễn đàn, em không hiểu gì hết. Thế nhưng giờ đây, cậu có thể ngồi nói chuyện và thảo luận với những người có kinh nghiệm đầu tư 10 hay 15 năm được nhiều người mến mộ. Hành trình từ không hiểu gì hết đến có thể ngồi thảo luận các vấn đề kinh tế đầu tư với những người giàu kinh nghiệm của chàng trai này mất 4 năm, bắt đầu từ khi còn là cậu sinh viên 19 tuổi. Một khoảng thời gian không ngắn nhưng được sử dụng rất hiệu quả. Gần đây, cậu ấy mới chia sẻ một bài viết trên Facebook và đó cũng là nguồn cảm hứng để tôi làm tập video này. Thỉnh thoảng nhớ lại về thời xưa khi bạn bè mình vui chơi vô tư và thi đua điểm số thì mình tự kỷ tự hỏi mình muốn làm gì? Cảm giác có một thứ để đam mê và theo đuổi sẽ như thế nào? Và rơi vào tuyệt vọng mỗi tối. Nhưng nay, đã có thứ để đau đầu, nhưng là cơn đau đầu dễ chịu. Đau đầu để cố gắng giỏi hơn trong thứ mình muốn làm. Tôi rất thích cụm từ đau đầu dễ chịu mà cậu ấy đưa ra. Rõ ràng đau đầu là một cảm giác khó chịu. Thế nhưng phải đau đầu vì một thứ mình thích, mình muốn khám phá lại là một cảm giác thú vị. Điều này làm tôi bất giác nhớ tới cô bạn hồi nhỏ. Hồi đó là năm lớp 4, chúng tôi học giải các bài toán trong tập toán nâng cao. Có một bài toán đố rất khó, trong lớp duy chỉ có một mình cô bạn đó giải được. Khi được hỏi về quá trình giải bài toán, cô bạn ấy có kể rằng suy nghĩ về bài toán ngay cả khi đi học, ăn cơm, đi tắm, thậm chí cả khi đi vệ sinh. Và bài toán đó tìm ra được lời giải khi cô bạn ấy trong nhà vệ sinh, một cảm giác sung sướng khôn tả. Vậy mới nói, mỗi lần vượt qua được một giới hạn, ta mới cảm thấy lần đau đầu trước đó là một cơn đau đầu dễ chịu. Được đau đầu vì một thứ mình thích để phát triển bản thân. Trong sự trưởng thành của cậu em đồng nghiệp kể trên, không thể phủ nhận sự cố gắng và nỗ lực. Thế nhưng có một yếu tố cũng không thể phủ nhận, đó là vận may. Để tìm thấy thứ mình muốn làm, thứ cho mình vào trạng thái flow, đắm chìm vào công việc không mệt mỏi, từ khi còn trẻ như vậy là một điều cực kỳ may mắn. Với những người ta thấy họ chưa thực sự nỗ lực, không phải do họ không chăm chỉ, mà chính là vì họ không biết dùng sức của mình vào đâu. Có những nỗ lực bị đặt không đúng chỗ sẽ tiêu tốn của chúng ta nguồn lực hơn rất nhiều. Nguồn lực ở đây bao gồm công sức, thời gian và tiền bạc. Ví như có người muốn đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, nếu như có định hướng, anh ấy sẽ đi về phía Nam. Thế nhưng nếu anh ấy đi về phía Bắc thì sao? Có phải anh ấy sẽ phải đi quãng đường xa hơn gấp nhiều lần, tốn thời gian, công sức và tiền bạc hơn không? Thường người ta sẽ khó khăn trong giai đoạn đầu để tìm ra thứ mình thích, lĩnh vực mình đam mê. Và nếu có may mắn tìm ra được thì để chinh phục được nó cũng là một hành trình đầy thử thách. Khởi đầu cho đam mê của cậu em tôi kể phía trên là một lần tìm hiểu trên YouTube và tìm thấy video về chứng khoán. Cậu ấy nhận ra đầu tư chứng khoán là một mỏ vàng, nhưng lại có thể bắt đầu từ số vốn nhỏ. Sau đó là cuốn sách tìm hiểu về huyền thoại đầu tư Warren Buffett. Rồi tiếp đến là hàng loạt những cuốn sách đầu tư và giới tinh anh trong lĩnh vực này. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm thời sinh viên, cậu dồn hết vào mua sách đọc. Bỏ qua những lời ngăn cản từ gia đình công chức vốn chỉ quen làm công ăn lương. Bỏ qua cả những lời chế giễu của những người bạn vì sự mộng mơ khi hồi đó chứng khoán chưa bùng nổ. Chàng trai trẻ vẫn quyết tâm theo đuổi con đường mình chọn. Và khi người học trò sẵn sàng thì người thầy xuất hiện. Cậu sinh viên năm đó đã gặp được người thầy của đời mình và giờ đây cũng là sếp của cậu. Bạn có muốn một lần được trải qua cơn đau đầu dễ chịu?
Vậy hãy thử đặt mình trong mô hình Ikigai để tìm ra thứ khiến bạn thao thức vì nó. Ikigai là một khái niệm bắt nguồn từ Nhật Bản, mang ý nghĩa lý do của sự tồn tại. Nghe lý do của sự tồn tại, nhiều người có thể thấy có vẻ hơi đào to búa lớn. Nhưng chưa cần nghĩ xa xôi, hãy bắt đầu từ việc chọn đam mê, chọn công việc cho mình. Công việc có được 4 yếu tố mà bạn thích, bạn làm tốt, đem lại thu nhập cho bạn và xã hội cần, thì đó chắc chắn là công việc sẽ khiến bạn có thể đắm chìm vào nó mà không mệt mỏi. Để bắt đầu, hãy chủ động tìm tòi. Khi muốn học thêm kiến thức hay kỹ năng mới, đừng nghĩ đến đống kiến thức ấy có hữu ích hay không. Chỉ cần nó là kiến thức thì chắc chắn sẽ có ích. Khi bạn thấy kiến thức của một ngành nào đó có thể khiến bạn quên ăn, quên ngủ và nghĩ xem rằng có nên tiết kiệm tiền đăng ký một khóa đào tạo bài bản rồi đi thi lấy chứng chỉ hay không, thì chúc mừng, cuối cùng bạn đã tìm được lĩnh vực khiến bạn có thể có những cơn đau đầu dễ chịu rồi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.